Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game cuối ngày hả? Còn tiên ma kỳ duyên nha anh em. Ok. Đây là một con cuối ngày và cũng là một con mới ha. Mới open server đầu tiên. Server 1 luôn à, thấy phi cũng hôm á vài chục triệu á, cũng ba bốn chục triệu à, bỏ qua. Đấy, vô game là chạy nhiệm vụ đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta là một đống luôn hả. Ở đây chúng ta có 20 triệu kim nguyên bảo thường, 18 triệu 8 kim nguyên bảo khóa hả. Rồi ở đây thì có kim nguyên bảo nạp nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nạp 2 triệu, đúng hôm đấy, 2 triệu là tổng cũng được 22 triệu thường rồi đó, wow, full móc và nạp đầu luôn hả, đó, đầu vô là full móc vậy đấy. Là rồi VIP thì chúng ta được VIP 10 hả? Ai lụm luôn chứ để làm gì? Quy luôn VIP 10. Ok. Rồi ở đây chúng ta còn nữa nè, còn cái nạp tích lũy nữa. Đây đây, lụm hết hả? Nạp tích lũy, lên level cao nữa thì lại nạp tích lũy tiếp. Mà trước tiên thì chúng ta sẽ nhận hết cái đống này hả? Ok, full luôn á. Rồi, này có hư gì đây? À, hư hồi nãy mình nạp 10 cái 200 nè. Rồi, ok. Nó có sẵn một cái... đầu vô nó có sẵn luôn là cho chúng ta là đang cánh nè hả, rồi đang hú cưỡi nè hả, rồi một mớ phi phong nữa chứ, cấp 15 chơi 95 mới mở. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server cái đi, để cho nó chạy nhiệm vụ đi chứ giờ chưa có mở cái gì nhiều hết anh em. Đây tiên ma kỳ duyên hả, thông báo khai mở server S1 Tiên Ma Kỳ Duyên. Thời gian S1 open là 19 giờ chủ nhật ngày 31 tháng 10 hả? Đây link fanpage. Vào game chúng ta sẽ được nhận ngay VIP 10, 20 triệu kim nguyên bảo hường và 18.888.888 kim nguyên bảo khóa hả? Game không có code, nhận quà gửi qua hư hết nha anh em. Event chia sẻ nhận 2 triệu kim nguyên bảo. À, cộng hút gửi VIP bách quỷ dạ hành à, event dành cho anh em chia sẻ nè hả. Rồi à, vào game nhận kim nguyên bảo, làm nhiệm vụ chính tuyến nhận kim nguyên bảo nạp lên cấp VIP và nhận quà nạp trong game, nhận nhiều lần càng nhiều nhiệm vụ cao càng nhiều kim nguyên bảo, đánh quái giả ngoại nhận kim nguyên bảo khóa và hường săn boss rớt đầu VIP không cần nạp, nhận kim nguyên bảo khóa hàng ngày cực nhiều, tiêu kim nguyên bảo nhận hoàn trả, làm xong 3 bước đầu nhận 2 triệu nạp cộng hú cưỡi hả, làm đủ 4 bước nhận 50 phi phong tinh hoa. Rồi đang rồi cái kiểu con đà điểu nè, lưu ý gì open rồi nhắn tin admin event nhân 2 nạp tiền tháng 11 sự kiện nhân đôi kim nguyên bảo nạp từ 0 giờ ngày 31 cho tới 0 giờ ngày cái gì 24 giờ ngày 31 tháng 11 hả. Đó. Trong thời gian này là chúng ta nạp sẽ được nhân đôi kim nguyên bảo hả, nạp 100.000 được 1 triệu kim nguyên bảo. Đó. Trước là được 500.000 à, 300.000 đối với kia với gì thẻ cào đó. Ok rồi chơi trên cả mobi android à, ủa có iOS nữa ta
iOS và PC nữa nè. Báo lỗi và hỗ trợ nè hả? Ok. Vào game làm nhiệm vụ các kiểu, hình như là chưa có iOS. iOS đang update sao hả? Ok. Đó. game mới hả? Mới open luôn. Update tiêu diệt boss giả ngoại và boss rơi kim nguyên bảo khóa, chờ iOS là chiến hả? Đục thơm vậy anh em. Wow, nhìn nè. Oh man. Ôi ôi, kim nguyên bảo. Được đấy, được đấy. Để chạy lên level cao cao rồi đánh boss giả ngoại coi sao, chứ thấy là mê rồi đó. Ok hả? Rồi, lên level chúng ta đã thấy được cái con boss rồi. Đây chúng ta đi kiếm boss giả ngoại là boss nào ta? Chắc boss nào ăn cũng được đúng không? Ok, đến đại nó đi. Bắt đại con coi, mà không biết là ăn được không nữa. Chưa có nâng cái gì hết anh em. Đó, mà ở đây thấy có kim nguyên bảo nè. Đó, thấy gì không, thấy gì không? Làm nhiệm vụ mà lên đó nha, lụm được á. Đó, anh em làm nhiệm vụ này nọ thì nó sẽ có kim nguyên bảo nè. Chưa tính là chúng ta còn có thể đánh gì điểm danh hàng ngày nó cũng ra kim nguyên bảo nha. Đó, kim nguyên bảo nạp đàng hoàng ha, chứ không phải là kim nguyên bảo thường là vơ gì đâu ha. Đó, bây giờ để chờ đánh con boss này nữa là để coi nó có được cái như là có được cái gì nữa không. Đó, lên được VIP 13 rồi. Ok, hồi nãy chỉ được VIP 10 thôi mà bây giờ VIP 13 rồi đó. Ok. Đó. Ồ, bản này hôm nha. Thấy vậy là thấy hôm rồi. Đó. Ok. Này để tí ra chúng ta nâng mấy con này lên cái thập ma rồi này nọ. Đồ còn mua quá trời luôn. Đục được 27 triệu rồi anh em. Wow. Ghê hả? Nãy giờ cắn chút xíu vậy thôi mà nó lên 3-4 triệu. Oh man. Được đấy. Bản này hôm nha. Nâng hạng, vòng sáng, dấu chân, thần binh. Ok, chúng ta có một mớ phi phong tinh hoa ha. Nâng cái này nó lên level. Lực chiến cũng ổn nè anh em. Đó. Giờ ăn được con boss rồi, ra coi có kim nguyên bảo phơi không. Còn 9 mạng, ok. Đó, lượm, có rớt gì không? À, rớt trang bị. Vậy là không phải con boss này rồi. Con boss giả ngoại là con boss khác rồi hả? Ok, hót ra. Mà nói chung là game này là chúng ta có thể đi đen kim nguyên bảo được hả? Thấy nè, hồi nãy chỉ có 22 thôi mà bây giờ được thêm 5 triệu nữa là thấy hôm rồi. Mà hồi nãy giờ không có đánh gì luôn á. Còn là làm nhiệm vụ không á. Làm nhiệm vụ thì đó, hên xui thì sẽ được hả? Ok. Chỉ là treo và làm nhiệm vụ thôi cũng được anh em. Đó, ở đây thì điểm danh. Như là điểm danh đó, đồ gì? Wow, điểm danh chúng ta sẽ có thời trang nữa nè hả? Hú cưỡi nữa. Oh man. Ôm vậy. Wow. Được. Thấy là hơi phê rồi đó. Ok rồi hả? Đó. Rất nhiều luôn. Trời ơi. Ngon. Bản này mà cài cuốc là hôm luôn rồi. Rồi. Còn kim nguyên bảo không? Hồi nãy mới điểm danh đây. Đồ 500 hả? Mà 80 mấy vé. Oh man. Cắn nào. Nó lên kim nguyên bảo hường nha. Nó lên kim nguyên bảo hường nha. Mà dòng mấy cái mà lên kim nguyên bảo hường là nó sẽ lên VIP. À. Ok. Đó, nó chạy đâu nó chạy. Heo bây giờ là chỉ ngồi cắn kim nguyên bảo cho anh em xem thôi hả. Đó, trời ơi. Cái này là chưa đánh con boss giả ngoại nào luôn á. Boss giả ngoại hình như là mấy con boss ở ngoài đúng không ta? Mấy con ngoài map á. Nhớ là vậy mà không biết phải không. Ok, giờ boss gì thì boss. Ủa, cái này sao nó không có đầu khí chi viện á, độ phòng. Cái đó là bấm bỏ rồi.
Sai quá sai thiệt chứ. Ok ok, anh em đừng bấm bỏ như heo nha. Cái này là hiện tại là bây giờ là chưa có đua top ha. Đó, lúc mà heo up lên hình như nó cũng chưa có đua top luôn á. Đua top là nó tầm khoảng 19 giờ, 19 giờ là 7 giờ. Đấy, khoảng tầm khoảng 1 tiếng nữa thì chúng ta sẽ vào đua top ha. Đó, trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Lượng một vòng nữa coi còn cái gì nữa không ta? Tầm bảo. Đồ bậc 2 hả? Ok. Đồ một lần một. Wow, wow, wow. Ok, về kho. Lấy đồ. Oh man. Ôi, ba lô đầy rồi hả? Ờ, quên, chưa mở túi. Má, thiệt chứ. Tu thiệt luôn á. Rồi, mở túi hả? Sắp xếp. Bù lụm. Tầm bảo, kho, lụm luôn hả? Đó, đồ bậc 3, bậc 4 ta lụm hết. Hầu luôn hả? Ok. Rồi, trang bị vô nè. Đó, oh man, sát khí đồ hả? Trời ơi, vô số luôn. Hôm 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 hôm. Đó, quá trời luôn. Rồi, phân giải bớt đi. Tiếp liệm tiền sim gì như là bán hết. Đầu tư, rồi hiên hư, rồi gì nè. Đó. Ở trong thời gian mình làm cái này thì mình đi gì đây? Cái này là quà level bờ. Okay. Và 102 VIP Chí Tôn và Trưởng Thành. Boss. Boss giả ngoại là boss nào ta? Boss thế giới hả? Thử ơi. Giờ boss nào ăn chả được. Đây, có con boss kìa. Đánh thử nó coi. Trong thời gian mà chúng ta tìm hiểu thì nâng đồ đồ này nọ nè, có thể mua đầu tư kim khí nhất nè đó. Rồi, game này là kim nguyên bảo là chuyện bình thường, nên là quan trọng ở đây là chúng ta mua được đồ ngon thôi hả. Còn mà cái này là bình thường, bình thường kỳ binh nữa. Linh hồn tùm lum hết. Rồi, chiến hồn tháp tặng giải thưởng. Năm mươi mấy. Vậy chúng ta vô chúng ta nâng phi phong đầu tiên, sủng đầu tiên minh rồi nè hả. Nhiều lắm. Ở trong này chúng ta còn nhiều lắm mà chúng ta chưa có nâng nè. Đó, bên mông anh em ơi. Rồi anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả cho anh em hả? Nhắc lại luôn thời gian open đậu phòng đó. Mua cái này chơi vậy ta? Hoàn trả ta ghét ghê luôn. Rồi ok hả? Này làm nhiệm vụ nó cũng ra đồ cho anh em á. Là anh em nào có chơi thì tải về. Đấy. Đây, thông báo open X1 vào 19 giờ ngày 31 tháng 10 hả? Đó. Giờ tải game và tranh thủ tí vô quẩy luôn hả? Ok. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đấy, con này là một con mà thấy khá là hôm hả? Cứ chen ra được kim nguyên bảo là hôm hết hả? Đó. Đơn giản mà. Ôi, con boss nó còn chưa chết nữa. Mà nó có cái khiên anh em. Nó không có cái khiên là hồi nãy giờ nó lên đường rồi. Đây, thật ma là chúng ta có thêm một con này nữa nè. Đó. Lụm luôn nè. Ma tông, ma tiên vậy nè. Lụm luôn nè. Kích hoạt luôn nè. Đó. 14 rồi, 14 rồi. Gán ăn nó luôn rồi. Con boss có mình ăn anh em. Đây, ok ok ha. Sẽ là người kết liễu con boss. Vâng, con này cũng phải méo, phải là cái con mà dựng. Á, à, có
Đó, mới thấy lượm được Kim Nguyên Bảo. Đây. Đâu rồi, tổng hợp. Đây, không, nè, không phải. Đây. Boss thế giới nhận được đồ nè. Mới thấy lượm được Kim Nguyên Bảo rồi nè. Đâu rồi. Nè, đây nè, đó. Đồ, được. Rồi, ok ha, anh em nào có chơi thì tải về. Đó, thấy là chen được Kim Nguyên Bảo là thấy phê rồi đó. Ok.